Rồi, xin chào tất cả các bạn quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình. Đây các bạn, hôm nay thì mình sẽ đăng bán cho các bạn một ít cái sản phẩm các bạn. Mà đây là những cái đồ hàng bãi. Hàng bãi mà mình về thì nó cũng khá lâu rồi á, nhưng mà nó tồn hàng tới bây giờ là do mình không có thời gian mình thanh lý. Nên hôm nay mình quyết định là làm một cái video để thanh lý. Thì trong cái hôm nay thì nó sẽ có những cái món cũng khá là hay, như đậu búa, đậu đồ các bạn. Chắc mình nghĩ các bạn sẽ thích cái video này. Và trước khi vào video này thì mình xin nói một ít nha. Thì hiện tại thì các bạn cũng biết rồi, tình hình dịch của đất nước mình này nó căng lắm. Mình thì ở tỉnh Quảng Ngãi, thì cái khu vực mình sống thì nó không có gì cả, nói chung là chưa gì hết. Nhưng mà những cái vùng lân cận, ví dụ như trong cái khu Sa Huỳnh rồi đó, thì nó cũng căng, thì anh em đọc báo và xem truyền hình thì cũng biết rồi. Thì nói chung là mình cũng muốn là đóng cửa để cho nó nguôi thời dịch đã, nhưng mà thì mình cũng không làm được các bạn, tại vì làm như vậy thì nó cũng khó coi. Mình cũng vẫn muốn đăng cái video này, mục đích của mình đăng video này là để bán cho những anh em nào có thể mua được nha. Thí dụ như những anh em nằm trong vùng cách ly, những anh em vùng lân cận cách ly, hoặc là những anh em mà không thể nào nhận hàng được thì vui lòng là không có đặt hàng với mình nha. Tại vì bây giờ cũng không có thể nào kiểm soát được các bạn. Mình thấy những cái kho mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như kho Củ Chi này, kho Hóc Môn này, là hầu như nhân viên nó nghỉ hết rồi. Có những anh em nào có đặt hàng mình ở bên Củ Chi hoặc là Hồ Chí Minh á, thì có thể không nhận hàng được. Tại vì cái kho nó đóng cửa các bạn, nhân viên thì nó đình công, nó nghỉ mất. Nên cũng rất là khó. Còn cái cánh ngoài thì ok nha, cánh ngoài như chẳng hạn như là Hà Nội thì hiện tại thì cũng rất là ok. Còn cánh trong á, cánh trong thì mình đang lo ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên anh em nào mà cảm thấy nhận hàng được thì hãy đặt hàng giúp mình nha. Chứ tại vì tiền đi đi về về nó rất là tốn kém các bạn. Tốn kém, thậm chí là nếu mà một đơn hàng không ra thành công là mình sẽ lỗ. Thì video này thì mình sẽ bao ship cho bạn đơn hàng là 300.000. 300.000 thì anh em chỉ mua một vài món là đủ rồi. Nó chẳng hạn như anh em mua chừng 3 trái búa kia là đủ 300.000 rồi, hay là những cái linh tinh này các bạn. Những cái linh tinh, những cái bàn tay mà cắt cỏ này. Đó. Hàng thì hàng mới nhưng mà giá siêu rẻ các bạn. 100.000 qua cái này như thế này. Đăng thì cho có video để anh em nào xem giải trí này, anh em nào có nhà hứng hoặc là nhu cầu thì sẽ mua. Thì không biết cái đợt dịch này thì nó như thế nào nữa các bạn. Năm ngoái thì cái đoạn này cũng đang có dịch, nhưng mà nó còn bình thường hơn. Năm nay thì nó khắc nghiệt quá. Không ai đã mong muốn điều này cả. Hôm nay thì mình sẽ có thể là mình đánh số hoặc là gọi tên sản phẩm các bạn. Thì chẳng hạn như anh em muốn mua cái này đi. Cái này là một cái dụng cụ đánh phân bón hoặc là đánh bột gì đó, trong ngành bonsai hoặc là trong cái ngành xây dựng các bạn, đánh bột trét rồi đó. Anh em có thể mua cái này về, thì anh em sẽ gọi tên sản phẩm nha. Xíu nữa mình giới thiệu tới đâu mình sẽ nói tên sản phẩm tới đó. Thì hình thức mua hàng thì anh em vẫn ship code nha, mình vẫn ship code cho anh em bình thường thôi. Đó, quan trọng nhất là anh em biết mình đang ở khu vực nào, biết cái tình trạng nhận hàng của mình như thế nào đó. Cái đó là mình rất là cảm ơn. Mình không muốn là hàng mình đi về, tại vì đi về nó tốn kém lắm các bạn ơi. Đó, thì vẫn như thường lệ thì đầu video anh em vui lòng cho mình một nút like, đăng ký kênh đó, và chia sẻ video cho mình nha. Đoạn này thì đăng video nhưng mà mình nghĩ là đơn hàng nó sẽ ít lại. Nhưng mà anh em nếu mà không mua hàng thì có thể cho mình một like nha, rồi xem video để ủng hộ mình. Bây giờ thì mình sẽ lòng vòng và mình giới thiệu cho các bạn một ít cái sản phẩm ngày hôm nay. Hôm nay thì mình lọc ra được khoảng chục món các bạn. Chục món. Đây, đầu tiên này các bạn. Đó, đây là những cái lưỡi dao cắt cỏ này, những cái đầu dao cắt cỏ. Cái này thì máy thì không biết là máy gì. Có nghĩa là cái loại cắt cỏ này á, nó rất là nhiều loại máy, nhưng mà mình không biết loại gì nên mình sẽ thanh lý cho anh em cái lưỡi này. Lưỡi này là mới 100% nha. Đó, hôm nay có những cái chổi đánh đầu rỉ nè các bạn, chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Nó hay lắm. Rồi kìm hàng bãi này các bạn. Kìm hàng bãi thì đợt này nó còn mười mấy cái. Đó. Rồi bên này có xà cày 90.000 cây. Đầu búa các bạn, hôm nay đầu búa thì mình còn được mớ đầu búa, mà đầu búa này đẹp cực kỳ luôn nha, không có phải như đồ hàng bãi kia đâu. Hàng bãi mình là hàng bãi tuyển chọn đó,
bên này thì có một số cái cần tự động và cần 1/2, 1/4. Đây là cái cây mà đánh bột như mình nãy mình nói đó các bạn. Bên này là một số cái đồ mở khóa các bạn. Đó, cái đồ mở khóa này thì nó nhiều loại lắm. Thế nữa mình loại cho bạn coi. Đây là những cây mà chúng ta dùng để bấn cây con. Bấn cây con thì anh em làm bonsai thì sẽ biết nha. Còn anh em bình thường chắc không biết đâu. Rẻ lắm. Còn ở đây thì mình về được cái mình đã phân loại cho bạn một vị này nè bạn. Đồ vít và mũi khoan. Hàng vải nha bạn, hàng vải nhìn chất lượng nè. Hôm nay có lưỡi cưa kiếm nè bạn. Lưỡi cưa kiếm này hàng siêu xịn luôn nha. Lưỡi cưa sắt này, hàng Nhật bãi này. Đó. Tuy nó là hàng bãi nhưng mà nó chưa có xài nha bạn. Các bạn nhìn cái đồ bén của lưỡi là các bạn biết. Hôm nay thì mình sẽ bán cho các bạn những cái lưỡi cưa này. Lưỡi cưa kiếm này. Mình thì không bán lưỡi mới nhưng mà mình sẽ có lưỡi bãi mình bán trong này thì cũng khá nhiều các bạn. Mấy trăm lưỡi á. Có một lưỡi 30. Và lưỡi cưa mỏng này. Lưỡi cưa mỏng này thì 100.000 hai lưỡi nha các bạn. 100.000 thì hai lưỡi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung chi tiết luôn để mất thời gian các bạn nha. Anh em lưu ý kỹ là mình như mình nhắc ban đầu video đó. Có thể đặt hàng được thì hãy đặt nha các bạn. Đừng có đặt khi không nhận hàng được thì đừng có đặt, tội mình lắm. Cảm ơn anh em. Thì video này thì mình sẽ gọi tên sản phẩm nha các bạn. Gọi tên sản phẩm cho nó dễ, tại vì số lượng sản phẩm nó không có nhiều. Mà anh em mua thích mua cái nào thì cứ gọi tên sản phẩm. Ví dụ như kêu alo bán cho tôi cái lưỡi cưa mỏng đó thì mình sẽ bán như vậy đó. Và anh em lưu ý là mình sẽ group nó lại, với là mình làm tạo nhóm nó, có nghĩa là cái đây mình chỉ bán hai lưỡi nha, không bán một lưỡi đó. Thì mình sẽ bán 100.000 hai lưỡi. Và anh em lưu ý là hôm nay sẽ có chương trình đó là 300k bao ship toàn quốc này đó. Bao ship toàn quốc thì bất cứ dùng miền tổ quốc nào hay là chỗ nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ bao ship với đơn hàng 300.000. Thì mỗi video nó sẽ có một cái chương trình nha các bạn. Ví dụ như video kia thì 200, video kia nữa thì 300, video khác thì 500 đó. Nên anh em xem video nào thì sẽ áp dụng video đó nha. Đừng có bắt mình gom lại nha các bạn. Có nhiều anh em mua cái video này mà bắt mình bao ship đơn hàng 200.000 thì mình cũng tội cho mình. Hoặc là xem cái video 500 mà bắt mình bao ship ở 200.000 thì cũng quá tội cho mình rồi đó. Nên anh em coi cảm thấy ok thì đặt hàng ủng hộ mình nha. Rồi, đây là lưỡi cưa mỏng các bạn. Đây là lưỡi cưa mỏng này. Lưỡi cưa mỏng thì hiện tại bên shop mình thì mình có về được một ít cái lưỡi này. Lưỡi này là lưỡi chuyên dành cho những anh em làm mộc ở Nhật này các bạn. Những cái lưỡi này khắc Nhật này nè. Thì không phải lưỡi nào cũng khắc nha các bạn. Với mình đây, trong mà đa số trong này là đều có chữ hết này. Đó. Lưỡi cưa này thì nó thiết kế một bên là răng, cái răng nó nhạt hơn. Có nghĩa là cái răng nó dày hơn và răng này răng thưa. Đó, thì anh em cắt thì nó rất là ngọt ngào. Đối với lưỡi cưa này thì nó không có cứng nha bạn. Nó sẽ uốn lượn dẻo này. Đó, để nó rất là mỏng. Nó mỏng để cưa mỏng mà. Nhưng mà anh em có thể chế cho nó một cái cán các bạn. Để chế cho nó một cái cán dùng để cưa. Có thể là chúng ta sẽ cưa gỗ, cưa tre đồ là ngon lành cả đạo luôn nha. Cái bản nó bự này. Đó, này cưa mỏng thì đẹp. Anh em thợ mộc là cũng nên mua nha. Thì cái lưỡi này thì đợt này giá nó quá rẻ rồi các bạn. Hàng này thì mình cũng có khá nhiều nha bạn. Cái này lưỡi cưa này thì mình nhiều lắm. Đợt trước mình về một lô mấy trăm triệu thì nó có cái lô rất nhiều lưỡi cưa này. Hôm nay mình rảnh bán cho bạn này. Đó, lưỡi cưa này. Thì mình sẽ bán theo cặp nha. Đó, có nghĩa là anh em mua 100.000 sẽ được hai lưỡi nha. Mua 6 cái là được bao ship rồi. 100.000 hai lưỡi, 6 cái là được bao ship. 100.000 hai cái. Và anh em lưu ý là mua một phát là hai cái nha, không có mua lẻ. Rồi tiếp theo là bạn, tiếp theo là đầu búa. Đầu búa này thì trong này thì nó có hai cái búa các bạn. Hai cái búa này thì mình sẽ bán cho bạn một là 120.000 cây. Không, hai cái này mình sẽ bán cho bạn 250 này. Cái này thì chỉ dành cho một khách thôi nha. Bên trên này thì nó hơi bịch này bạn, vì mua cái AV đổ vô nha. Bên này thì nó ok rồi. Có hai cái búa này. Hai cái này là 250.000 nha các bạn. Cái búa này á, cái đầu nó rất là xịn nha các bạn. Còn cái cán này là cán nhựa này, hay là sẽ gọi là cán nhựa nhưng mà lựa nhựa chống va đập các bạn, nhựa chịu lực á, chịu va đập. Đó, mình có được hai cái này, mình bán một combo hai cái búa này cho anh em nào luôn. Có nghĩa là búa này mình không có ghi giá gì hết, mình các bạn coi video thì thấy cái này thì chốt nha. Hai búa 250.000 này, đó là về phần hai cái búa, chỉ có hai cây thôi. Đó, mình bán một lượt hai cây như thế này luôn. Đó là phần búa.
Rồi còn một trái búa các bạn, là một là 90 ngàn một trái này. Trong này thì đa số là cái đầu này thôi. Đó. Trong này thì toàn bộ là cái đầu này. Thì cái này số nhiều thì mình sẽ lấy lên mình view cho bạn nha. Chứ còn mấy cái loại kia nó ít quá thì mình không sẽ không view, mình sẽ không bán. Để chứ nếu mà bán cái đó thì nó cũng khó coi lắm các bạn. Nhiều khi anh em lựa mà không có, nó có 2-3 cây thì để xưa sau mình sẽ bán lẻ. Này, đây là những trái búa các bạn. Thì anh em thông thường thì cái những trái búa này nó sẽ rất là cũ kỹ luôn. Nhưng mà bên đặc biệt bên mình là nhập được trái búa này nó rất là mới. Các bạn coi này, hình như là chưa có một vết đinh đóng luôn các bạn. Một cục sắt này nó rất là nặng các bạn, nó 2-3 lạng luôn á. Rất nặng. Là một cục rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì trong này thì đa số là cái cục này nha. Anh em mua trái búa thì 90 ngàn một trái nha. Chứ còn trong này thì nó vẫn có những cái búa nhô đinh nè các bạn. Được 4 cây búa nhô đinh thôi. 5 cây búa nhô đinh. 5 cây búa nhô đinh này thì anh em mua một cục như thế này là 100 ngàn nha. Búa nhô đinh thì 100 ngàn, mình có 5 cái thôi. Anh em 5 cái, 6 cái, 7 cái luôn chứ. Đúng rồi. Búa nhô đinh có được 7 cái này các bạn. Và búa đẹp long lanh nha các bạn. Ở dưới đây có 2 cái, đây có caro thôi, còn lại không có nha. Anh em đừng có đòi caro, mình không có bán đâu. Ở đây là được 7 cái này, 100 ngàn một cái như thế này nha. Đó. Còn nội dung chính là mình bán cái búa trơn kia. Này, búa trơn hai đầu này là 90 ngàn cục. Đó, 90 ngàn cục nha. Còn cái đây anh em lựa riêng thì được, mình tự riêng thì anh em nào inbox riêng cho mình. Chứ mình chính là bán cục này thôi. Búa võ sĩ nữa các bạn, búa võ sĩ thì nói chung là hôm nay chưa bán, cũng chục luôn. Có 1-2 cục vậy thôi. Được 2 cục búa võ sĩ nha. 2 cục cũng 90 ngàn luôn. Rồi, tiếp theo là sạc cày các bạn. Sạc cày thì đợt này thì mình còn sót lại một mớ các bạn, cũng 90 ngàn cây luôn. Sạc cày này cho anh em nhổ đinh làm mọc á, làm mọc nhổ đinh chỉ nha. Sạc cày này, sạc cày thì chủ yếu là sạc cày lớn các bạn. Còn sạc cày nhỏ thì nó có mấy cây á. Mấy cây 50 ngàn này, mấy cây nhỏ 50 nha, còn cây lớn là 90. Này, sạc cây lớn này, nói chung là hàng này nó chưa có xài nha các bạn, nó còn mới ken luôn á, nó còn inox sân trưng luôn các bạn, sạc cây. Cái đây mà nhổ đinh chỉ, đóng đinh rồi nè các bạn, đây đóng đinh này, đóng đinh chỉ này, nhổ đinh này, nhổ hai đầu này, là đẹp luôn nha. Rồi, 90 ngàn một cây sạc cày. Rồi, bây giờ tiếp tục tới mấy cái kìm các bạn. Kìm này là kìm made in Thái Lan này. Cái kìm này thì hồi xưa mình có bán 1-2 cây gì đó, sau này thì hết bán. Kìm thì 70 ngàn cây. 70 ngàn cây là quá rẻ luôn nha các bạn. Anh em bây giờ mua cái kìm không ra như thế nào đâu. Cái kìm này là cái size nó tầm kìm điện mà. Kìm điện này của hãng Tiger này các bạn. Đó, hãng Tiger này, made in Thái Lan luôn nha các bạn. Cái này anh em có thể đem về sưu tầm được. Made in Thái Lan này các bạn. Anh em mua hết rổ luôn cho gọn cho mình chút vậy. Mình đếm bao nhiêu cây rồi anh em mua hết rổ luôn cho dễ nha. Này made in Thái Lan này các bạn, kìm rất là xịn. Kìm này bằng một cái kìm chợ nha các bạn. Một cái kìm chợ mà cái kìm này bằng một cái kìm chợ nhưng mà giá nó cũng rẻ như kìm chợ luôn. 150mm này 15 phân các bạn. Cái kìm này làm điện là đẹp luôn á. Nó rất là nhỏ gọn các bạn, cầm tay nó rất là sướng. Rồi, cái kìm này thì mình nghĩ là cháy hàng trong ngày mai thôi. 70 ngàn một cây. Đó. Anh em mua cái đó thì gọi là kìm nha, kìm Tiger đi. Mình sẽ chốt đơn cho anh em có mấy cây thôi. Rồi tiếp theo là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là anh em rất là thích luôn. Tại vì cái này á là hầu giờ mình ít gặp lắm các bạn. Tại vì người ta không có thiết kế cho mình vậy đâu. Đây, đây là những cái đầu trà rỉ nè các bạn. Nó cong kìa nó nha các bạn. Cái cong này các bạn phải uống này. Đây, đây là những cái đầu đanh rỉ này. Đó, chỗ cước này. Và đặc biệt nó thiết kế chúng ta là cái đít này, đít 635, đúc vô máy bắt fit luôn. Thì cái chuẩn 635 này thì nó khá là rất là thông dụng mọi người mọi nhà đi đâu cũng gặp hết.
Nói chung là đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng thấy. Đó là chứng 635. Chứng 635 là chứng mắc vít. Các bạn coi, thì chúng ta nó được cái là chúng ta bỏ vô máy vít chúng ta, chúng ta có thể đánh rỉ được này. Ví dụ như anh em mà đang làm không có máy mài khuôn gì á, có thể mua gì bỏ vô máy vít này cũng được. Mình xài chứng Mỹ rồi nó không có lọt ở đây các bạn. Chà rỉ này. Thì đây là những cái đầu chà rỉ này. Cái đầu này ít khi gặp lắm nha các bạn. Đó, bữa nay mới có được về được mấy chục cái đó. Mình bán cho các bạn luôn. Thì này mình bán 20 ngàn nha. Có một loại thôi. 20 ngàn cây. 20 ngàn cái. Anh em mua cái này gọi là cái chà rỉ đi. Cho dễ. Mà cái đầu này người ta bện rất là kỹ nha các bạn. Các bạn coi này, nó bện này. Cái này mà anh em đánh không bao giờ rớt cái đầu ra luôn đâu, chỉ mòn thôi chứ không có dù mà đứt rớt ra đâu nha các bạn. Nó ép cốt này. Đó. Nó dài tầm 15 phân đó các bạn. Cái đây anh em mà đút vô những cái chi tiết máy mà đánh sướng. Anh em nào có máy mài khuôn mà kẹp được cái này lớn á, thì có thể đút vô đánh cũng sướng nha các bạn. Chỗ chà rỉ này các bạn, anh em nói cái này là chỗ chà rỉ là 20 ngàn cây. Rồi tiếp theo là tới cái cần tiếp này các bạn. Cần tiếp này thì hôm nay thì mình sẽ thanh lý luôn cho anh em. Cái này thì hiện tại nó là 1/4 với 1/2 các bạn. 1/4 giá 80 ngàn cây. 80 ngàn thì nói chung là mình đang đánh giá cho 1/4 á. Đây, 1/4 3/8 ta. Cái nào hư á thì mình sẽ không bán, mình để lại. Tại vì trong này nó hư với nó nên tùm lum các bạn. Có cái này còn nên này. Đó, trong này là có 1/4, 1/2, 3/8 luôn các bạn. Còn 1/2 này, cái này thì kẹt rồi. Cái này còn này. Cũng hơi cứng các bạn. Cái này chắc bữa sau mình duyệt lại mình bán quá. Đó, có cây hư luôn các bạn. Thôi cái này thì mình để lại sau nha. Còn nếu mà anh em muốn mua thì mình cũng sẽ chịu khó mình kiểm tra, hoặc là cây hư cũng được. Cây hư thì mình bán 50 ngàn cây nha các bạn. Ví dụ như cây này nó không chạy, nó kẹt á, bán 50 ngàn cây. Nha. Còn cây nào mà mình test ok á, trái phải ngon lành là 80. Đó, mình bán đồng giá luôn các bạn luôn. Cứ cây mà bị cứng, bị kẹt là 50 ngàn, mà cây ngon á là 80 ngàn. Đó. Anh em nghe cái lời nói mình nha các bạn. Chứ nhiều khi nhìn trên đây thì 80 ngàn cây thì nó đồng giá quá. Đó, nên bây giờ dày 1/4, 1/2, 3/8 không cần biết. Cứ ngon lành á là nó được giá thôi. Cứ ngon lành á là nó 80. Mà nó bị kẹt một chút. Ví dụ như đây là mình bóc đại cây này. Này cây nào chưa đụng đâu. Cái đây này. Cái này thì cũng hơi kẹt nữa các bạn. Cái này 50 đi. Đó, anh em về chịu khó mở cái này ra. Chỉnh lại cái con lẫy của nó là được hơn. Rồi. Tiếp theo là lưỡi kiếm các bạn. Lưỡi kiếm thì anh em muốn mua lưỡi gỗ hay lưỡi sắt thì nói mình nha. Chắc anh em có thể là mua lưỡi gỗ, lưỡi sắt gì cũng mua chung đi. Hai lưỡi này, một lưỡi kia chẳng hạn. Đây là những cái lưỡi cưa rất là xịn các bạn ơi. Đó. Cái lưỡi này nó mẻ mất rồi. Mẻ nhưng mà kệ nó. Đó. Thí dụ như đây, lưỡi gỗ đây. Đây là lưỡi gỗ, có mấy lưỡi cưa lỏng nữa này. Đó, đây là lưỡi gỗ này các bạn, hàng này là hàng Nhật nha các bạn. Đó. Anh em nhìn cái đầu nó tôi này, cái đầu lưỡi cưa nó tôi rất là bén này. Bén ngọt thôi. Còn đây là lưỡi mịn này. Đó. Còn đây là lưỡi cưa sắt. Cái này theo mình không nhầm thì nó thường hay kèm theo những cái máy ếch men đó các bạn. Nó đi theo những cái máy ếch men đó và cưa rất là sướng nha các bạn. Cái lưỡi này mà cưa sắt rất là đã luôn nha, cưa sắt cưa gỗ rất là đã. Mình cũng xài cưa kiếm rất là rành rồi. Nó cái gì mình rành là nó rành nha. Tại vì mình xài cưa kiếm rất nhiều. Mình xài cưa kiếm rồi ba cái cưa linh tinh mình xài rất là nhiều. Mình cắt gỗ, cắt tre, cắt sắt luôn miết luôn. Nên mình biết nó rất là ngon. Mình dùng toàn lưỡi này không thôi. Lưỡi thưa, lưỡi mịn và lưỡi cưa sắt. Thì giá nó là này các bạn, những cái lưỡi này rất là đẹp luôn. Lưỡi này chưa xài nha các bạn. Lưỡi cưa mà xài rồi thì
bán gì nữa bạn. Nói chung là lưới cưa kiếm thì phải chưa xài mới bán, chứ xài rồi thì không bán. Rồi 30 ngàn một lưỡi nè bạn, lưới cưa kiếm nha. Rồi tới cái vỉ khoan này, anh em mua cái này gọi là vỉ mũi khoan vít nha bạn. Đó, 100 ngàn là 3 vỉ. Đó, mình sẽ bóc cho anh em 100 ngàn 3 vỉ. Trong này thì nó sẽ có mũi vít và mũi khoan. Thì mũi này thì nó lộn xộn các bạn, nói chung là không có theo một cái trật tự nào hết. Không phải là các bạn nhìn trên này á, cái này là mình sắp xếp lại thôi. Mình cố gắng là mình bỏ cho bạn 3 mũi này. Đó, ví dụ như 2, 3, 4 nhưng mà không phải đâu nha, cộng trừ gì đó, không phải đâu. Đó, anh em cứ bóc đại đi. Đó, có 3 mũi khoan và 2 mũi vít. Cái nào mình cũng ráng mình làm theo vỉ vỉ vậy. Đó, nhưng mà mũi này là hàng Nhật Bản nha các bạn, nó rất là xịn nha, chứ không phải nó đẻo đâu. Đó, vỉ này nó rất là ngon. Mũi này có thể cái mà cái mũi khoan này là nó sử dụng cái chui lục giác nha các bạn. Nó dùng cái sừng 635 này. Đấy. Tất cả là dùng chui 635 hết. Đó. Thì anh em thích cái nào bộ, thích cái này thì cứ đặt mình nha. Mình cứ bán 3 vỉ cho anh em. 3 vỉ thì nó sẽ cân đối nhiều hơn. Đó, 3 vỉ. Cứ 100.000 3 vỉ. 100.000 3 vỉ, 100.000 3 vỉ. Rồi. Và tiếp theo là cái dụng cụ bấn cây con này các bạn. Cái dụng cụ bấn cây con này thì anh em làm cây cảnh rồi đó, nhổ cây non thì có thể biết rành về nó. Này, hàng này hàng mới nha bạn, hàng này là hàng của Tagaki nữa bạn, hàng chuyên bonsai của Nhật á. Cái hãng này rất là nổi tiếng về cái đồ bonsai. Đó. Này, đây là cái đồ bấn cây các bạn. Anh em cái cây con anh em đút vô anh em bấn lên. Đây nó có cái hình mô tả này. Đó, nhổ cây này. Thì chúng ta muốn nhổ cây con hay là nhổ cái gì đó chúng ta dùng cái này. Đó. Đảm bảo anh em mua về thì sẽ không đụng hàng với ai cả. Tồn này rất là khó đụng hàng nha. Chẳng hạn như những cây này nó gãy mất cái kia thì mình không bán nha các bạn. Hoặc là mình tặng kèm. Ví dụ như anh em mua 3 cây thì mình sẽ bỏ thêm cây nữa. Cái đây là những cái liềm này. Cái đây cũng là một cái dụng cụ bấn cây cảnh nha các bạn. Bấn cây con này hoặc là dụng cụ nhổ cỏ. Cái này là dụng cụ nhổ cỏ nha. Này, nó nhổ cỏ dại á. Mới chưa xài luôn. Thì mua thì cái đây mình cũng sẽ bán 100 ngàn 3 cái. Nhưng mà đa số là cái kia không thôi. Còn cái này thì nó khá ít. Thì mình cũng sẽ cố gắng bỏ kèm cho các bạn luôn. Nó không bán gì đó cả. Nó ấy các bạn mua nhiều thì mình sẽ bỏ kèm cho. 100 ngàn 3 cái. Rồi tiếp theo là cái thiết bị, cái dụng cụ đánh bột này. Dụng cụ đánh bột này thì anh em có thể dùng trong đánh phân này, đánh phân, đánh dùng dịch thuốc, đồ để tưới cây rồi đó. Hoặc là này, cái này nó thiết kế theo kiểu như thế này này. Để đánh thì có thể đánh sơn này, đánh bột, đánh này kia. Cái này cũng của hãng đó luôn nha bạn. Ở đây có hãng Edman này. Edman Nhật này bạn. 100 ngàn 3 cây nha. 100 ngàn 3 cái nha. Rồi, cái đánh bột. Ở đây anh em mua về kẹp vô mũi khoan đánh nha các bạn. Đây kẹp vô đầu khoan nha. Đây này, nó thiết kế chúng ta kẹp vô đầu khoan này. Mình đánh. Rồi, còn 2 sản phẩm nữa thôi các bạn. Đó, hôm nay thì như đó thôi các bạn. Rồi, phía xa đằng kia này, nó cái rổ đó là đây gọi là cái lưới cưa các bạn, cái lưới cưa cành. Anh em có thể một là mua về chế hay là có máy sẵn anh em về dùng luôn. Đây. Đây các bạn, đây là cái lưới mà đó, nãy mình có gọi cái đây đúng cái bằng tay này. Cái đây nó kẹp. Ở ngoài thì nó dính mỡ dầu dưa quá bạn ơi. Nó nguyên lý của nó là nó sẽ đó, nó dày này đó, nó sẽ như thế đó. Thì anh em coi này, nó còn trong bọc trong đùa, nó mới ken luôn này. Thông số các bạn 120mm này các bạn. Thì mình sẽ bán cho các bạn những cái trong bịch này này. 100 ngàn là 3 cái này. Anh em về thì coi chế được đồ gì thì chế. Nó có bịch mỡ bò nha bạn. Cái mỡ này rất là xịn nha các bạn. Anh em mua cái này lợi được cái mềm mỡ này. Mỡ về này về trao mấy khoan mấy đồ thì bao ngon.
100.000 ba cái. Đó. 100.000 ba cái gọi là cái bàn tay nha. Anh em mua cái này gọi là cái bàn tay đi. Rồi tiếp theo là cái lưỡi cưa này thì mình bán 100.000 nha bạn. Cái lưỡi cắt cành này. Cái lưỡi cắt cành này thì nó có một cái thôi, anh em nào mua thì gặp mình luôn. Cái lưỡi kéo. Lưỡi này chưa có dùng luôn nha. Cái này mà đem về cho ba mình là ông mê lắm này. Này, chúng ta về đổ cái cán vô. Nó tra đổ cái cán vô rồi cắt cái cảnh cho sướng. Cái này thôi mình để lại cho tía mình. Rồi đây là những cái khóa bạn. Khóa thì nó sẽ có đủ loại khóa. Này ví dụ như đây là cái khóa mở lưỡi cưa này. Trong này thì nó sẽ đa số là khóa mở lưỡi cắt nha bạn. Lưỡi cưa, lưỡi cắt. Đó, hàng đây là hàng tháo máy luôn ạ. Đa số là lưỡi tắc mốt này bạn. Lưỡi đá một tắc, tắc mốt là lưỡi này này. Còn đây là mở lưỡi cưa. Đây là khóa mở lưỡi cưa này các bạn. Đó. Thì 5.000 một cái nha. Cái đây là lưỡi tắc 2 này. Anh em nào mà xài máy cắt mấy đồ bị mắc cái đồ này thì có thể liên hệ mình bán cho. Đó, đa số là cái loại này. Loại này là nhiều nhất. Đó, thì mình... Đó. Đây là mở lưỡi cắt này. Mở lưỡi máy cắt này. Thì đa số là cái loại này thôi. Nhiều là loại này thôi, mở máy mài nè các bạn. Khóa mở máy mài. Thì cái khóa này thì 5.000 một cái nha các bạn. Ở đây mình quên đánh giá mất. Nhưng mà 5.000 một cái nha. Còn tiếp mở buri nè các bạn. Tiếp mở buri này thì cũng 5.000 cái luôn. Năm ngàn một cái các bạn mua vô. Đó. Đây mà mở lưỡi cưa này. Này. Nhiều lắm các bạn ơi, một rổ này thì mấy trăm cái luôn á. Anh em cứ mua cái mở lưỡi cưa hoặc là mở lưỡi cắt nha. Đây là mở lưỡi cắt này. Mở lưỡi cắt này. Đó, hai. Rồi, mở lưỡi cắt. Đây là mở lưỡi cưa. Rồi giá là 5.000 một cái, 5.000 một cái khóa nha các bạn. Rồi cảm ơn anh em theo dõi nha. Bây giờ chào toàn thể các bạn nha. Bây giờ anh em đặt hàng thì có thể gọi cho mình. Cảm ơn anh em.